Kính thưa quý vị khán giả, vào chiều ngày 24 tháng 11 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân đã phối hợp với quận đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức lễ cưới tập thể cho 20 cặp đôi là đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là lần thứ tư Liên đoàn Lao động quận Bình Tân, quận đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức lễ cưới tập thể cho đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có lễ cưới thật trọn vẹn đáng nhớ. Ngày 24 tháng 11 là một ngày vui đối với vợ chồng anh Nguyễn Đắc Phong và chị Hoàng Thị Xuân, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Puyen Việt Nam, bởi hai anh chị được mặc áo dài cưới, nắm tay nhau, chào đón những người thân và bạn bè đến chúc mừng hạnh phúc. Trước đây, hai anh chị yêu thương và đến với nhau, nhưng do hoàn cảnh gia đình hai bên khó khăn nên không có điều kiện tổ chức đám cưới. Nhờ ban tổ chức và các nhà tài trợ mà hôm nay, vợ chồng anh chị cùng các cặp đôi đồng cảnh ngộ có một đám cưới chung vô cùng ấm cúng và chu đáo. Công đoàn đã hiện thực hóa giấc mơ từ mấy năm nay của vợ chồng anh chị. Từ trước đến giờ là chứ không có nghĩ là sẽ được giữ cái đám cưới mà vui như ngày hôm nay đâu. Tại vì cái đám cưới này thực sự đến rất là hạnh phúc và rất là choáng ngợp khi mà cái liên đoàn tổ chức cái sự kiện lớn như thế này. Tôi cảm thấy là vô cùng hạnh phúc và cũng mong sau này là liên đoàn sẽ tổ chức cho nhiều cặp đôi mà không có cái cơ hội mà tổ chức đám cưới sẽ được làm đám cưới như là hai vợ chồng tôi ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn. Ngoài vợ chồng anh Nguyễn Đắc Phong và chị Hoàng Thị Xuân, còn có 19 cặp đôi khác đã tham gia lễ cưới tập thể năm 2023 với chủ đề Có nhau mình cưới, hạnh phúc thăng hoa, do Liên đoàn Lao động quận Bình Tân, quận đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Hội Liên hiệp Thanh niên quận tổ chức tại Nhà văn hóa Lao động quận Bình Tân. Chương trình diễn ra trang trọng ấm cúng với đủ các nghi thức hôn lễ truyền thống như trao nhẫn, cắt bánh cưới, uống rượu giao bôi, dùng tiệc mặn cùng người thân. Các cặp đôi tham gia lễ cưới được ban tổ chức hỗ trợ trang phục, trang điểm, quay phim, chụp ảnh cưới, hoa cầm tay miễn phí, đồng thời được hỗ trợ một bàn tiệc để chung vui cùng gia đình người thân. Năm 2020 thì có 8 cặp đôi thôi. 2021, 2022 thì chỉ có 10 cặp đôi thôi. Nhưng mà riêng năm 2023 thì số lượng tăng lên là 20 cặp đôi, phù hợp với lại 20 năm thành lập quận Bình Tân. Ngoài cái chi phí tổ chức lễ cưới tập thể thì mỗi cặp đôi tham gia thì sẽ được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tặng là 2 triệu đồng trên một cặp đôi. B&G, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, tài trợ một cặp nhẫn trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, quận ủy Bình Tân cũng có gửi đến mỗi cặp đôi một phần quà trị giá 1 triệu 250 ngàn. Và Hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố, của quận, thành đoàn, quận đoàn Bình Tân và cũng như Liên đoàn Lao động quận cũng có những phần quà ý nghĩa để gửi đến các cặp đôi để chúc họ luôn luôn hạnh phúc. Riêng 10 cặp đôi là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Puyen Việt Nam được ban giám đốc và công đoàn công ty tặng 5 triệu đồng cho mỗi cặp đôi. Mình hỗ trợ các em được nghỉ có lương để tổ chức đám cưới tập thể. Đây là ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là đối với người lao động vì họ là chắc là chưa có mơ là có dịp để tổ chức đám cưới tập thể.